Điều hành giá xăng theo nguyên tắc thị trường được các chuyên gia kinh tế nhìn nhận là hướng đi đúng và cần thiết trong bối cảnh kinh tế hội nhập. Tuy nhiên, để phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước, chính phủ và các bộ ngành đã cân nhắc thận trọng, điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, từng bước đưa giá xăng dầu trong nước tiến đến nguyên tắc thị trường. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu lần đầu tiên trong năm 2013. Theo đó, xăng được điều chỉnh tăng 1.430 đồng một lít lên mức 24.580 đồng một lít. Dầu diesel tăng tối đa là 362 đồng một lít, dầu hỏa tăng 480 đồng một lít và dầu ma rút tăng 807 đồng một kg. Quyết định này, theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, đã được cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Cái quan điểm điều hành của Chính phủ và Liên Bộ Tài chính Công Thương thì luôn luôn là phải xác định và luôn luôn là cân nhắc các lợi ích và hài hòa lợi ích của người dân, của nhà nước và của doanh nghiệp. Thế và khi mà đề xuất bất cứ một cái phương án nào trong cái điều hành giá xăng dầu thì cũng đã tính toán rất kỹ. Nhìn lại thời điểm cuối năm 2012, đầu năm 2013, giá xăng dầu thế giới vận động theo xu hướng tăng đã làm giá cơ sở tăng cao. Để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhà nước đã liên tục điều hành để giữ ổn định không tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước mà sử dụng quỹ bình ổn giá. Từ đầu năm 2013 đến nay đã có 4 lần điều chỉnh quỹ này khiến quỹ bình ổn đã cạn kiệt. Việc mà sử dụng cái quỹ thì hoàn toàn do Liên Bộ quyết định. Doanh nghiệp không được quyền quyết định về quỹ mà chỉ gửi tại doanh nghiệp và doanh nghiệp là giữ hộ thôi. Số dư trước ngày 26 tháng 2, tức là vào ngày 20 tháng 2 thì số dư là 758 tỷ. Do vậy cơ quan quản lý vẫn có thể yêu cầu là sử dụng quỹ bởi vì số dư vẫn còn. Và cái thời điểm này đáng ra là phải tăng giá từ 1.000 đến 2.300 đồng trên lít trên kg tùy từng mặt hàng xăng dầu. Và trên cơ sở đã sử dụng quỹ gần một tháng trời, hơn một tháng trời thì quỹ đã bị âm ở mức là 524 tỷ đến số dư ước đến ngày 28 tháng 3. Do vậy không còn cái quỹ nữa để mà thực hiện tiếp tục xả quỹ nữa. Trong khoảng hơn 10 ngày trở lại đây, giá xăng dầu thế giới đã giảm so với tháng 2 năm 2013 nhưng vẫn đang ở mức cao. Nhiều thông tin cho rằng hiện doanh nghiệp đang lãi 1.000 đồng một lít xăng, nếu tăng thêm 1.430 đồng thì doanh nghiệp sẽ lãi 2.430 đồng một lít xăng. Nhưng trên thực tế, nhìn vào con số thống kê của Bộ Tài chính có thể thấy rõ, giá bán cơ sở các mặt hàng xăng dầu hiện vẫn đang thấp hơn giá bán lẻ từ 500 đến hơn 1.400 đồng một lít. Là Thủ tướng Chính phủ phải triệu tập một cuộc họp và quyết định là mặc dù Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thấy rằng có đầy đủ căn cứ và sự cần thiết phải tăng giá xăng dầu, nhưng vì để giữ bình ổn giá, để phục vụ kiểm soát lạm phát và điều quan trọng là cũng để không làm thêm khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Và bây giờ thì đến lúc tình hình, một là quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết khả năng của mình rồi, và giá của chúng ta hiện nay thì dù gần đây giá xăng dầu thế giới có biểu hiện đi xuống nhưng mà chúng ta bán vẫn thấp hơn, thì chúng ta buộc phải điều chỉnh. Trong cuộc họp báo thường kỳ cuối tháng 3, Chính phủ đã thông tin rõ bình ổn giá cạn kiệt, không thể sử dụng công cụ thuế điều tiết do mức thuế xăng dầu hiện đang thấp hơn barem, giá cơ sở thấp hơn giá bán lẻ. Đó là những cơ sở quyết định tăng giá bán xăng dầu vào ngày 28 tháng 3. Lý do chính của việc tăng giá xăng dầu là giá xăng dầu hiện nay của chúng ta bán là thấp hơn giá cơ sở. Nếu tiếp tục duy trì như vậy thì quỹ bình ổn giá cũng sử dụng hết, không còn cái công cụ nào hỗ trợ nữa thì chỉ còn cách là lấy ngân sách bù vào. Nhưng mà chúng ta cũng đã thống nhất nguyên tắc từ rất lâu là chúng ta không thể bao cấp mãi về giá xăng dầu cũng như giá một số mặt hàng thiết yếu, cũng dần phải tiến tới theo thị trường. Việc đưa giá xăng dầu về đúng nguyên tắc thị trường là việc làm được các chuyên gia kinh tế và dư luận nhận định là cần thiết trong xu hướng hội nhập hiện nay. Xăng dầu là một vật tư chiến lược quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Và đối với chúng ta thì cái khối lượng nhập khẩu xăng dầu chiếm một tỷ trọng rất lớn để đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo số liệu của các cơ quan chức năng cho biết thì hiện nay cái khối lượng nhập khẩu xăng dầu chiếm 70%. Cho nên giá xăng dầu trong nước hoàn toàn phụ thuộc giá xăng dầu thế giới. Vấn đề thứ hai là trong cái tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, có nghĩa là có sự hòa đồng như một bình thông nhau giữa giá trong nước và giá thế giới phải hòa đồng. Cho nên một khi giá thế giới biến động thì chắc chắn giá trong nước cũng phải thay đổi.
Bằng cái việc chủ trương chung là chúng ta chuyển sang cái cơ chế thị trường, và trong đó có câu chuyện là giá sẽ biến động và điều chỉnh theo các cái nguyên tắc của thị trường, kể cả đối với những cái mặt hàng quan trọng như là điện, nước, xăng dầu hay là giá ga chẳng hạn, thì tóm lại là cần thiết. Tuy nhiên thì cái chúng ta phải xử lý đó là để chúng ta có thể cái giá vận hành theo các nguyên tắc, theo cái cơ chế thị trường, thì cái đầu tiên chúng ta phải thiết lập một cái thị trường. Nếu xăng dầu về đúng quy luật thị trường có lên có xuống, theo kịp sự biến động của giá thế giới, sẽ không còn tình trạng găm hàng, hết hàng trước mỗi lần điều chỉnh giá như trước đây. Tuy nhiên, hiện nay giá xăng dầu trong nước vẫn đang trên lộ trình tiến tới giá thị trường. Nhà nước và các cơ quan quản lý đang nỗ lực điều hành giá xăng một cách thận trọng, công khai, minh bạch để từng bước đưa giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường. Cái mặt hàng xăng dầu là thuộc vào cái mặt hàng bình ổn giá của nhà nước. Quy định là doanh nghiệp được quyền quyết định giá, nhưng mà quyết định trong biên độ thôi, tức là nhà nước phải có kiểm soát. Và trong cái thời gian vừa qua thì điều hành trong thời gian vừa qua thì cũng đã thực hiện được những cái nguyên tắc này, và những cái lần các cái điều chỉnh về giá thì cũng đã được công khai. Thời gian tới, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tùy theo diễn biến của tình hình thị trường thế giới và trong nước, sẽ chủ động linh hoạt điều hành đồng bộ các biện pháp bình ổn giá và các công cụ tài chính khác để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Liên Bộ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra kiểm soát thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa để việc kinh doanh tiến hành bình thường. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sáng nay mùng 9 tháng 4, các công nhân người Triều Tiên đã không đến làm việc tại khu công nghiệp Chung Kaesung sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đình chỉ hoạt động của cơ sở vốn được coi là biểu tượng của hòa giải hai miền này. Như vậy, đây là lần đầu tiên Kaesung ngừng hoạt động kể từ khi được xây dựng vào năm 2004. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đây là những hình ảnh ghi nhận vào sáng nay tại khu công nghiệp Kaesung, nơi đặt hơn 120 nhà máy của Hàn Quốc với lượng lao động lên tới 53.000 người Triều Tiên. Trước đó hôm 8 tháng 4, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KRT dẫn lời Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ đình chỉ hoạt động tại Kaesung, đồng thời cân nhắc khả năng đóng cửa lâu dài khu công nghiệp này. Phía Hàn Quốc cho biết phần lớn nhân viên Hàn Quốc đã rời khỏi Kaesung từ tuần trước, nhưng vẫn còn 475 người đang ở lại Kaesung. Trong ngày hôm nay, số này sẽ bắt đầu rút dần về nước. Trước các diễn biến phức tạp chưa có dấu hiệu chấm dứt tại khu vực, cộng đồng quốc tế đã tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, tìm giải pháp đối thoại, tránh để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh, hòa hợp chứ không phải căng thẳng, đối thoại chứ không phải đối đầu. Trung Quốc phản đối mọi hành động làm tổn thương hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Cách tiếp cận hiệu quả duy nhất hiện nay là đối thoại. Tất cả các bên kiềm chế, nối lại đàm phán 6 bên và xem xét các vấn đề đang gây quan ngại, cũng như để thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường của chúng tôi về vấn đề Triều Tiên luôn kiên định. Chúng tôi phản đối việc mở rộng vũ khí giết người hàng loạt, đồng thời ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng diễn biến căng thẳng tại đây thời gian qua khiến chúng tôi vô cùng lo ngại. Bởi lẽ chúng tôi là láng giềng, và nếu có bất trắc gì xảy ra, liệu có nguy cơ một vụ thảm họa tương tự Chernobyl nữa? Tôi nghĩ là có. Vì vậy, tất cả các bên cần kiềm chế, tìm cách giải quyết mọi vấn đề tồn tại thông qua con đường đàm phán. Cùng ngày, chính quyền Mỹ đã hoan nghênh các nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Washington cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh, Moscow và các bên khác để Triều Tiên tuân thủ các quy tắc quốc tế. Diễn biến của cúm AH7N9 tại Trung Quốc tiếp tục đáng lo ngại. Trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus nguy hiểm này, trong đó 1 ca đã tử vong. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 24 ca mắc bệnh và 7 trường hợp tử vong do virus H7N9 trong cả nước. Trong khi đó, cơ quan y tế vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như cách thức lây nhiễm bệnh. Theo thông báo của Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, trong 24 giờ qua, có 2 ca nhiễm H7N9 được xác định tại tỉnh Giang Tô và 1 trường hợp ở tỉnh An Huy. Trong khi đó, một bệnh nhân nam 64 tuổi tại Thượng Hải được thông báo đã tử vong do H7N9. Tất cả những cá nhân có tiếp xúc với người bệnh đã được cách ly và giám sát y tế chặt chẽ.
nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được tăng cường tại các địa phương nói trên. Mặc dù cho tới nay chưa phát hiện có dấu vết virus H7N9 trong đàn gia cầm được chăn nuôi tại Thượng Hải, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 110.000 đầu gia cầm. Lệnh cấm buôn bán gia cầm sống tại các khu chợ cũng đã được ban hành. Điều đáng quan tâm là cho tới nay, Trung Quốc vẫn chưa xác định được phạm vi, nguồn lây nhiễm bệnh cũng như phương thức lây truyền của virus H7N9. Qua xét nghiệm, các chuyên gia cho biết virus H7N9 có khả năng lây nhiễm cao nhất ở gia cầm sống. Một số ý kiến cho rằng rất có thể các loài chim di trú đã mang virus H7N9 vào Trung Quốc. Kể từ khi phát hiện H7N9 trên người gây ra các trường hợp tử vong ở Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy virus H7N9 lây nhiễm từ người sang người. Công tác bào chế vaccine cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đề phòng dịch bệnh lây lan rộng hơn. Hôm qua mùng 8 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thông báo một phái bộ điều tra của Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng tới Syria để điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, chính phủ Syria tuyên bố không chấp nhận phái bộ này do hoạt động của các thanh sát viên không phù hợp với đề nghị trước đó của Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Sana dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Syria cho biết, phái bộ điều tra mới được thành lập của Liên Hợp Quốc có sứ mệnh và phạm vi hoạt động hoàn toàn trái ngược với yêu cầu mà chính phủ Syria đã gửi lên Liên Hợp Quốc. Cụ thể, Syria đã đề nghị Liên Hợp Quốc thành lập một nhóm chuyên trách, hoạt động độc lập và mang tính trung lập, điều tra việc các nhóm khủng bố sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường trong vụ tấn công tại làng Khan Asa thuộc tỉnh Aleppo ngày 19 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, theo thông báo ngày 8 tháng 4 của ông Ban Ki-moon, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành điều tra trên toàn lãnh thổ Syria. Theo Bộ Ngoại giao Syria, quyết định của Liên Hợp Quốc cho thấy cơ quan này nhượng bộ trước sức ép của lực lượng ủng hộ xung đột tiếp diễn tại Syria. Damascus cũng nhắc lại, Liên Hợp Quốc từng cử một phái bộ tương tự tới Iraq năm 2003. Tuy nhiên, phái bộ này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Trái lại, đã mở đường cho việc Mỹ đưa quân vào Iraq và đẩy quốc gia vùng vịnh này vào cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ. Trước đó, Nga cũng cho rằng các nước phương Tây đang định sử dụng chiêu bài vũ khí hóa học để lấy cớ can thiệp quân sự vào Syria giống như đã từng làm tại Iraq. Trong khi đó, bạo lực đẫm máu tiếp tục leo thang tại Syria. Trong ngày 8 tháng 4, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Damascus, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại khu vực đông dân cư và tập trung nhiều cơ quan quan trọng này cũng đã khiến nhiều tòa nhà và phương tiện bị hư hại nặng nề. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành vụ đánh bom này, song chính quyền Syria khẳng định vụ tấn công đẫm máu này có liên quan đến các lực lượng khủng bố. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela sẽ chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4, các ứng cử viên tổng thống sẽ ký cam kết thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống nhằm đảm bảo ổn định chính trị sau bầu cử. Quyền tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẽ ký vào văn kiện này, đồng thời hối thúc ứng cử viên của phe đối lập Enrique Capriles cũng có hành động tương tự. Phát biểu trước những người ủng hộ ở bang Đông Bắc Sucre, quyền tổng thống Maduro cho rằng phe đối lập đang có ý định bác bỏ kết quả bầu cử nếu lực lượng này không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Maduro nhấn mạnh, việc cam kết công nhận kết quả bầu cử là điều cần thiết để đảm bảo ổn định cho Venezuela sau bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối năm 2012, cố tổng thống Hugo Chavez và đối thủ Enrique Capriles cũng đã từng ký một văn bản tương tự. Ông Maduro, 50 tuổi, hiện được dự đoán sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela vào ngày 14 tháng 4 tới. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 8 tháng 4, ông Maduro vẫn đang chiếm lợi thế lớn so với ứng cử viên đối lập Enrique Capriles với khoảng cách từ 10 đến 20%. Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Maduro ở mức 53-56%, trong khi số người ủng hộ ông Capriles là 37-41%. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 24% không tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.